Đấy là đủ 30 cây của khách rồi đấy. Toàn chữ Trung Quốc này. Toàn chữ Trung Quốc, phải nhập Trung Quốc. Ngày xưa ở mình cách đây phải tầm 5 năm cũng nhiều người ta trồng và những cây Phật thủ cũng to. Nhưng mà chắc là sau một thời gian kiểu bị ấy này. Người ta còn sản xuất cả quả này người ta bán cơ. Hàng Trung Quốc thì cây nó mỡ mà nó ấy hơn nhỉ. Mai đỏ có về được cây to to không chứ? À mai đỏ. Ừ. À còn cái loại mà đào thất thốn còn chưa quay cho các ông xem cơ. Chưa quay đào thất thốn cơ. Đào thất thốn ở đây thì có cái hàng mà dưới 1 triệu ấy. Là hàng nhập Trung Quốc ấy. Mà hôm trước lên làng đào. Cái đào thất thốn toàn 20-30 triệu một cây thôi, cây to ấy. Chứ không phải là mình chưa trồng đào thất thốn đâu mà trồng, nhưng mà nói chung là nó chậm lớn với nó ấy. Còn trông vậy thôi chứ còn ở Việt Nam mình so với cái hàng nhập bên Trung Quốc thì ở mình Việt Nam mình mà khi sản xuất ra kéo mẹ còn đắt hơn cả hàng nhập. Đây. Xếp xong cái xe này là xong, coi như là về thằng nào về nhà thằng ý giải tán. Khỏe. Đây là cái làng hoa cây cảnh ở Văn Giang Hưng Yên. Đấy là cái hàng Tết nhất. Cây Phật thủ. Đây. Phật thủ đây là bọc giấy báo các thứ đây. Đây Phật thủ đây. Một cây trung bình là tầm như cây này thì có 3 quả nhỉ. 4 quả. Đều đều nó tầm 4 5 quả. Đấy. Cao tầm để tôi đo găng tay như vậy. 2 2 4 6, tầm 80 phân trở lên. Tán nó buộc ở đây rồi cho nên không đo được tán. Đấy, 4 5 quả một. Còn mã quả đây này. Đấy. Nên đấy mọi người xem thì có thể là xem là ở Việt Nam thì có ông nào trồng những cái bịch con này không? Chơi thì người ta thay vì ấy ấy. Nó nói mấy anh em là có cái loại Phật thủ mà to như này đợt ngày xưa đã bán hơn triệu. Triệu mấy. Quả to lắm. Sợ về bà không bán được cho nên là lấy cái hàng bình dân này thôi. trồng hai, chắc là trồng kiểu trên bàn thờ hay là hai cái ấy ấy. Nó thơm. Quả này thơm. Tôi ngửi vừa ngửi thấy thơm lắm. Cả cái lá nó cũng thơm nha. À. Mẹ mày dở hơi à? Tao găng tay của tao lại không được 20. Mày hơi bị nhầm này. Tao đo từ hồi ngày xưa tao học lớp 12 đã như thế rồi. Kiểu thằng này là nó bị cái vấn đề mà cành đào ấy. Cành đào hôm cái thủy nó báo là Cây đào dáng huyền là 2,5 triệu. Còn găng tay của tao thì thừa 20 luôn. Thật. Nhiều người ta bảo là găng tay của bạn đến đâu thì bộ phận sinh dục của bạn dài đến đấy này. Hơi bậy một tí nhưng mà chả biết là khoa học có kiểm chứng hay không, nhưng mà găng tay của tôi được 20, thậm chí hơn ấy. Tôi chỉ đo 20 thôi. Tôi đi đã nha. Nó hôm ấy là nó hôm đăng cái video nhưng tôi không thanh minh thanh quà gì. Ở tôi thì không có đào. Còn cái việc ví dụ như là đào mà cái cây dáng huyền ở đâu 800 hay 1 triệu nhưng mà hôm ấy là báo mọi người là 2 triệu mấy, thì thứ nhất là cây nó to như thế nào, mấy cái thứ hai là bán nguyên cây. Mấy cái thứ ba nữa là đôi khi là báo giá cho mọi người thì phải xem số lượng như nào ấy. Nó báo mấy khách hôm ấy là khách lấy mấy cây ấy, thì nó báo 2,5 triệu thì tôi hóng hớt. Thế tôi bảo là mày cũng bán 2,5 triệu à, thế là hiểu chưa? To bé mới cả, nó theo số lượng ấy. Xong rồi hàng Tết ấy. Ví dụ như là các bạn mà lấy số lượng thì đôi khi nhá, nó có rất là buồn cười, giống như kiểu cái loại này này.
Tôi nói rồi, đôi khi các bạn cứ bảo hỏi giá thì nó khó nè. Tôi cũng muốn là ví dụ như anh em khác, những người anh em khác người ta bán này, bán số lượng thì là anh em bọn tôi mới cạnh tranh, hoặc thế nọ thế kia thì bảo là có mấy trăm ấy, thì theo anh em mấy như nào, thì tùy theo số lượng như nào. Còn giá lẻ thì tôi nói luôn rồi, là các cái loại này xong rồi các bạn mua lẻ ở đây thì được, về Văn Giang Hưng Yên thì mua lẻ được. Nhưng mẹ bây giờ lấy một cây xong rồi đi ship đi thì bảo là bán bây giờ bán bao nhiêu bây giờ. Cho nên bình thường mọi người hay hỏi giá xong rồi nó dựa vào cái việc mà ở trong video tôi nói này. Là hôm trước hóng hớt thấy con Thủy nó báo với khách là 2 triệu rưỡi này. Thì nó bảo là có 800 triệu mà ông đã báo là 2 triệu rưỡi mới thế nọ thế kia ấy. Thì tôi thời gian đâu mà tôi đi thanh minh thanh nga với bọn dở hơi làm gì. Thế cái loại này tôi bảo nói thật cho mọi người nha. Tôi quay lên một phát tôi bảo là cái loại này bán lẻ 1 triệu nha. 1 triệu chưa chắc tôi đã làm cơ. Đấy, nhưng mà các anh em khác thì người ta có thể báo một cái cây này triệu, triệu 2, triệu rưỡi. Còn bình thường là báo giá lẻ với giá số lượng ấy, thường là người ta báo giá lẻ cao thì mọi người nó mới đủ để các cái chi phí để làm ấy. Còn ship xe, ship xiếc, mẹ Tết nhất thế này, thời gian đâu đi ship. Thì báo giá lẻ, tại vì các ông cũng hay hỏi giá lẻ ấy. Còn giá lẻ về đây thì các ông mua một cây, hai cây cũng được. Nhưng với các cái khách ở xa, ví dụ ở Đà Nẵng hoặc là Quảng Nam hay thế nọ thế kia mà Bình Thuận mới Kiên Giang người ta không về đây được. Thì là tôi cũng muốn là phục vụ mọi người lẻ nhưng mà không phục vụ được, bận. Còn bán giá số lượng thì mấy trăm chắc là tầm... Ở đây nếu anh em báo số lượng thì tầm hơn 400, 500 gì đấy. Thôi đi. Nó mệt chứ còn mẹ tôi cũng trải qua bao nhiêu trận đây. Tôi làm gì tôi chả biết. Nhưng mà cái chính là báo giá lẻ thì các ông là toàn cạnh tranh tôi bằng cái giá số lượng. Mà báo giá số lượng thì các ông có mua được số lượng đéo đâu. Khổ nhỉ. Đào bây giờ muốn cạnh tranh số lượng tôi cũng báo mẹ 800, 1 triệu. Nhưng mà cành thứ nhất là cành nó bé hay cành nó như thế nào. Ô hồ báo cáo trồn với tao à. Mẹ không biết mình là ai với cả các ông như thế nào. Cả năm trời các ông bán được 3-4 cây xong rồi các ông hóng hớt. Ở làng đào các ông cứ 800 1 triệu các ông phẹt. Thế thì những cái người ta lấy về 800 1 triệu thì người ta bán cho ai? Hiểu chưa? Những người ta lấy 800 1 triệu thế về người ta không bán 2 triệu, 2 triệu rưỡi xong rồi mẹ còn ship xiếc các kiểu nữa chứ. Cho nên vì là tôi không làm nẻ ấy, thì tôi bảo là tôi không bán lẻ. Còn nếu anh em khác người ta bán lẻ thì thường là chắc là cái loại mà Phật thủ kia thì người ta cũng phải mà báo cho mọi người giá lẻ là hơn triệu cơ. Nhưng nó khổ. Mẹ báo giá lẻ thì các con rời toàn bảo đắt. Mấy cả ở đâu ấy, cành đào huyền có 800 1 triệu thôi. Còn nếu mà báo giá số lượng là ở đây 800 1 triệu thì nhiều khi người ta đang bán lẻ 2 triệu, 2 triệu rưỡi thì người ta không bán được. Nó kiểu nó ấy ấy. Chứ còn cả cái nàng hoa cây cảnh này thì kéo phải rồi bên bên kia cơ mà không phải đây này trên kia kìa. Thôi được rồi tắt đi đã nhá, tối đã không nhìn thấy cái gì. Ui có nhìn thấy mẹ gì đâu, đây cái nàng hoa cây cảnh này.